Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình công nghệ mỗi ngày của TND. Cũng như mọi ngày thì mình cũng dạo trên kênh YouTube và đọc tin nhắn của anh em. Thì hôm nay anh em có hỏi mình một câu hỏi rất là đơn giản như này. Thực sự là các nhu cầu cực kỳ nhiều bạn hỏi. Đó là anh em hỏi là dân kỹ thuật chúng tôi thì dùng laptop gì cho hợp lý và mức đầu tư tầm tiền bao nhiêu thì sẽ dùng được tốt. Thì chính vì thế mình sẽ review một cái video và mình sẽ tư vấn cho anh em xem làm sao cái tầm tiền đầu tư nó hợp lý cho anh em dùng được kỹ thuật. Nhu cầu về kỹ thuật thì nó cũng phân ra rất nhiều loại, ví dụ là kỹ thuật công trình này, hoặc có những kỹ thuật đơn giản thì các bạn anh em chỉ cần một cái máy bền vác đi vác lại công trình chẳng hạn, hoặc là kỹ thuật làm về thiết kế nó hoàn toàn khác nhau. Thì chính vì thế mình sẽ review hai phân khúc, đó là phân khúc giá rẻ cho những cái công việc đơn giản mà chỉ yêu cầu cái máy chạy bền bỉ là ok, và phân khúc thứ hai đó là phân khúc dòng cao cấp hơn, đó là dành cho dân làm đồ họa chuyên nghiệp, nó cũng gọi là kỹ thuật. Cái tiêu chí đầu tiên cho anh em kỹ thuật chọn máy thì tôi cũng phải lưu ý anh em, thứ nhất là anh em chọn những cái dòng máy nó phải siêu bền. Ví dụ như các dòng máy của Dell hoặc HP hoặc của thường trên thị trường thì có hai dòng Dell và HP và cả Lenovo thì cũng một số mẫu nó rất là tốt, nhưng mà anh em lưu ý dòng CPU anh em chọn ấy thì anh em nên chọn dòng chip M. Thì chip M hoặc QM, và RAM thì anh em sẽ chọn khoảng tầm 4GB đổ lên, mà có 8GB thì càng tốt. Ổ cứng thì anh em sẽ chọn ổ từ 320GB đến 500. Lưu ý nếu mà có điều kiện hơn thì anh em sẽ chọn dòng máy mà có tích hợp thêm ổ cứng SSD. Nhưng mà đại đa số các dòng máy cũ tầm khoảng 15 đến 20 triệu thì thường vẫn chưa được trang bị ổ cứng SSD nên chúng ta phải thêm vào. Trên bàn mình đây đó là phiên bản Dell 6420 và chiếc HP 8470. Thì trên thị trường những cái dòng máy như này thì thường nó được trang bị chip Core i5 hoặc Core i7, mà đa số là chip M, có khả năng nâng cấp thì mình cũng nói luôn. Hai chiếc này có khả năng nâng cấp thường là RAM tối đa lên đến 16GB và có khả năng nâng cấp ổ cứng SSD. Những cái dòng máy này mình gọi là dòng máy business vì nó tích hợp chủ yếu những cái dòng mà bền bỉ cao, đại đa số nó xuất trên cái thị trường rất là cao. Ví dụ dòng Dell thì nó có chữ là Latitude, còn dòng HP thì là EliteBook, còn nếu mà dòng ThinkPad thì nó có dòng có chữ ThinkPad, Lenovo ThinkPad. Những cái dòng đấy là dùng rất bền. Còn giá bán của những chiếc máy này trên thị trường, ví dụ các phiên bản Core i5 hoặc Core i7 thì ví dụ i5 thì nó sẽ dao động tầm khoảng 4 đến 5 triệu cho các phiên bản cấu hình chip đời 3 hoặc là CPU thế hệ thứ 3 đấy. Còn cái cấu hình cao hơn thì thường nó dao động khoảng 6-7 triệu. Còn ví dụ với chiếc màn hình 14 inch này thì chủ yếu nó dành cho anh em mà đi lại công trình mà đi nhiều, cần cái máy sử dụng ổn định, độ bền cao thì anh em đi công trình thì dùng những chiếc này rất là hợp lý. Đối với anh em mà yêu cầu cái phần làm kỹ thuật nó cao hơn hoặc cái thời gian mà chúng ta làm việc nhiều hơn thì anh em nên chọn những cái mẫu mà có màn hình 15,6 inch hoặc 17 inch thì càng tốt, mà có bàn phím phụ như này. Đấy, cái nhược điểm dòng những màn 15.6 là thường nó to hơn thì anh em nên chọn các dòng Wattison của HP hoặc của Dell, hoặc có thể chọn dòng Latitude như thế này cũng được. Giá một cái phiên bản Wattison mà trung bình của Dell hoặc của HP mà được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 2 Core i7 chẳng hạn thì trên thị trường nó bán khoảng 6-7 triệu đồng. Dòng này được cực kỳ bền nhưng mỗi cái nhược điểm rất là nặng. Hoặc là những cái dòng mà trang bị chip thế hệ thứ 3, thứ 4 thì anh em phải đầu tư tầm khoảng hơn chục triệu anh em mới mua được. Tất cả những cái dòng này thì mình giới thiệu đều đạt được cái tiêu chuẩn quân sự 810G, đó là tiêu chuẩn quân sự, tiêu chuẩn về độ bền cao dành cho quân đội Mỹ, nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng được. Còn đối với những anh em mà làm chuyên nghiệp hơn, tôi cũng nói luôn đó là cái máy chỉ ăn và cày thôi, mà để một chỗ thôi nó chạy phà thì anh em nên chọn cái dòng máy chạm. Thì tôi sẽ làm một cái video sau đây, anh em xem và sẽ có nhiều tiêu chí trên đấy, anh em sẽ làm sao mà chúng ta cảm thấy nó đầu tư tài chính hợp lý thì chúng ta sẽ đầu tư. Mà thường những cái phiên bản sau đây tôi giới thiệu thì nó ở mức khoảng trên 10 triệu đồng. Trên bàn mình đây là 5 sản phẩm Wattison, nó còn gọi được cái dòng Precision của Dell. Đó là một sản phẩm chuyên cho anh em đồ họa kỹ thuật và nó được đánh giá rất là tốt trên toàn thế giới. Từ phiên bản đầu tiên đó là phiên bản M4006, M4007, M4008. Và đây là hai phiên bản màn hình chuyên nghiệp dành cho dân chuyên nghiệp hẳn, và nó màn hình nó lên đến 17-13 inch. Và cái này thì chủ yếu dành cho anh em kỹ sư hạng nặng thì chúng ta sẽ chọn phân khúc 17. Còn nếu mà các anh em dùng bình thường mà để di chuyển được thì lên chọn các phân khúc 15,6 inch. Precision nó còn gọi là máy chạm. Các anh em để ý là máy chạm thì không khác gì một cái máy thu nhỏ của một chiếc máy bàn cả. Nó đạt rất nhiều tiêu chuẩn về độ bền cao, ví dụ như tiêu chuẩn vẫn sự 810G1, nó chịu ẩm này, chịu nhiệt lạnh này, các bụi này, chịu va đập này, nói chung là những cái tiêu chuẩn rất là khắc nghiệt của quân đội Mỹ. Anh em có thể thấy là cái thiết kế của tất cả 5 mẫu đều là chắc chắn vuông góc. Cái lớp vỏ của nó thì lưu ý nó bằng hợp kim nhôm, và bên dưới được đâm một cái lớp cái tổ ong bằng magie, nó chịu được rất là cứng. Chúng ta có thể ngồi trên cái máy này, nó chịu sức nặng khoảng 200kg, mà chúng ta đứng một cái trọng lượng rất là nặng lên trên này và màn hình vẫn có thể hoạt động được, nó rất là chắc chắn. Và anh em có thể thấy là máy nó cũng trang bị đầy đủ hết các cổng này. Ví dụ như là cái đầu đọc ổ đĩa là vẫn còn này, đầu đọc thẻ này, phone này, mic này, và hai cổng USB. Đằng sau được trang bị các cổng VGA này,
Cổng này nó gọi là cổng eSanta này, HDMI này và hai cái hốc tản nhiệt và cổng LAN. Bên này còn hai cổng USB và cổng một cổng mini port, và đây là cái khay cắm ổ cứng này, nút gạt wifi anh em có thể nhìn thấy. Còn bên dưới này anh em nhìn thấy nó rất là đẹp này. Máy được trang bị hai quạt tản nhiệt và có thêm dock mở rộng để chúng ta cắm vào, chúng ta có thể mở rộng thêm các cổng kết nối bên ngoài, nó còn các thiết bị khác là cắm vào là rất là ok. Pin của máy đây. Về thiết kế từ phiên bản 4600, 4700, 4800 thì nhìn bằng cái vẻ bề ngoài thì nó không khác nhau quá nhiều, mà hãng chỉ được nâng cấp cái phần cứng bên trong, ví dụ như là vi xử lý này, cạc màn hình và cái độ phân giải trên chiếc màn hình. Còn nói chung về ngoại hình thì chúng ta nhìn nó là giống nhau. Anh em có thể thấy đây. Rất là đẹp. Đây là chiếc M48 này. Đấy, máy được trang bị bàn phím LED. Riêng về chuẩn, những cái bàn phím của chuẩn dòng 4600, 4700, 4800 và cả M67, 6800 nó gõ cực kỳ sướng và êm. Nó thuộc dạng phím kiểu bo tròn và viết bát góc như này, và 6 phím bấm. Anh em thấy này, độ lẩy rất là cao. Mình cũng chỉ hơi, mình thấy một cái nhược điểm đó là cái tun chuột, mình cảm giác nó hơi bé. Nhưng mà đa số các anh em làm đồ họa thì đều cắm chuột ngoài, chứ không ai mấy khi dùng cái chuột trên máy tính cả. Anh em làm đồ họa thì tất nhiên là rất là chú ý đến cái thao tác bàn phím. Phím nó được trang bị tấm lời nét như này để buổi tối chúng ta làm việc nó rất là tiện. Và trên cái dòng này thì nó vẫn còn cái con chuột nhỏ ở trên này này. Anh em nhìn thấy nó vẫn xê được này. Đấy. Anh em lưu ý là tất cả 5 sản phẩm trên bàn này đây đều được trang bị vi xử lý coi 7 và loại xung nhịp 4 lõi 8 luồng. Nếu mà trên các dòng M46 thì nó chạy từ chip 2670QM, 2860, nói chung là sẽ có QM ở dưới, còn riêng dòng 4007 thì nó cũng vẫn có đuôi là QM. Còn đối với dòng 4008 thì nó là MQ nhé các bạn nhé. Anh em lưu ý là tất cả các dòng máy chạm này đều có khả năng nâng cấp từ CPU này, nâng cấp RAM này, ổ cứng này và cạc màn hình đều có thể nâng cấp được, kể cả cái màn hình, độ phân giải màn hình cũng có thể nâng cấp được. Ví dụ trên chiếc M48 nó được trang bị vi xử lý Core i7-4009 này, xung nhịp 2.8, 8 CPU, anh em có thể nhìn thấy này, 4 lõi 8 luồng. Và RAM đang trên máy là 8GB, và trên tất cả các dòng máy chạm của Dell đều được trang bị 4 khe cắm RAM. Hiện nay chiếc máy chạm cắm nhiều RAM nhất đó là chiếc 7710 và 7510 của Dell, có thể cắm tối đa đến 64GB RAM DDR4. Còn trên 5 sản phẩm này thì nó chỉ cắm tối đa được 32GB. Một điều không thể không nhắc đến đó là tất cả các máy đồ họa đều phải được trang bị cạc màn hình chuyên nghiệp. Ví dụ như các bạn có thể thấy này, đây là trên M48 thì nó trang bị cạc LVA Quackdoor. Dòng Quackdoor là dòng cạc cực kỳ bền và châu chó mà nó dùng render rất là tốt. Ví dụ trên dòng M48 là chiếc K2001 này. Ở trên M48 thì có hai phiên bản K1001 và K2001, chúng ta có thể chọn. Và độ phân giải của màn hình là 1920x1080, và chiếc M48 độ phân giải màn hình cao nhất, nó được trang bị lên đến màn hình 4K. Riêng trên màn hình trên dòng M48 thì nó được trang bị công nghệ UltraSharp, mà kể cả trên các dòng máy M46 thì đều là công nghệ UltraSharp chống lóa. Và cái giải màu của nó rất là thực, và độ sáng lên đến hơn 300 nit rất là cao. Anh em cũng thừa biết là thực sự mà để làm một cái máy đồ họa thì rất cần một cái màn của nó ra màu chuẩn, để chúng ta có thể đi khách hoặc là chúng ta thiết kế những cái file hoặc những cái định dạng video và ra nó không bị sai màu. Đó là một cái thứ rất quan trọng cho anh em làm đồ họa. Còn bây giờ mình sẽ mở một cái đoạn video 4K để thể hiện trên chiếc máy này xem nó xuất khắc hay không để cho các bạn xem. Đây một đoạn video 4K trên YouTube mình đã mở thử đây. Các bạn có thể nhìn thấy rõ là chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ sắc nét và trong. Đây mình sẽ quay thử góc nhìn 90 độ cho anh em xem là chiếc màn hình 4K thể hiện trên Dell M48. Nó rất là tốt. Và chúng ta cũng vẫn có thể nhìn rõ được hết đây. Đây là góc nhìn thẳng. Anh em nhìn thấy là màu nó rất được tươi. 4K nhưng có được trang bị tấm lên IPS và có chống lóa ở trên nhé các bạn nhé. Đây rất là LED. Đấy, anh em có thể chiêm ngưỡng được cái màn hình 4K trên M48. Ảnh của nó rất là sâu. Và đặc biệt tới nhìn thì các bạn cũng có thể thấy là nó không bị lóa một chút nào cả. Tổng quan lại thì toàn bộ kỹ sư trên thế giới và các dân chuyên nghiệp, nếu mà hoặc là dân bán chuyên, thì những cái sản phẩm của Whittison thì nó đã quá nổi tiếng và nó gắn liền những cái dòng máy này. Đó là dành cho anh em làm đồ họa, là dành cho anh em làm kỹ thuật và yêu cầu cái máy độ bền cao. Tại vì sao như vậy thì tôi cũng sẽ có một cái đánh giá chi tiết như này. Dòng máy chạm thứ nhất tôi phải nói đến đầu tiên đó là được trang bị vi xử lý mạnh, ví dụ như là i7-4 lõi 8 luồng này, khả năng nâng cấp cao. Tại vì sao như vậy? Vì nó cắm được đến 4 khe cắm RAM mà trên các dòng máy khác nó không có được, và khả năng nâng cấp cả màn hình và cái màn hình. Và thứ nhất và cái thứ hai nữa tôi phải nhắc đến đó là cái hiệu năng hoạt động của cái quạt, đó là hai quạt tản nhiệt.
quạt tản nhiệt thường những dòng này nó hoạt động rất là trâu chó và độ bền rất là cao. Với khả năng tùy biến cấu hình tốt, kể các bạn không có tiền thì các bạn có thể mua các phiên bản thấp, nhưng nay mai anh em ta có thể nâng cấp được là CPU này, nâng cấp được cả màn hình này, nâng cấp được ổ cứng này, và có thể nâng cấp được cả độ phân giải của chiếc màn hình đi nữa. Nó cũng rất là tốt cho anh em làm đồ họa sau này, chúng ta sẽ trang bị dần đối với những anh em sinh viên mà chưa có nhiều điều kiện về kinh tế. Đối với anh em vừa tốt nghiệp vào các trường đại học hay kể cả anh em tốt nghiệp đi chăng nữa thì chúng ta cái điều kiện về tài chính chúng ta thường là eo hẹp hơn các bạn đi làm rất là nhiều. Chính vì thế là những sản phẩm nó gọi là tối ưu phần kinh tế cho chúng ta. Nếu như chúng ta có tầm tiền từ khoảng 10 triệu thì anh em có thể chọn được mẫu Optician M416, nó được trang bị vi xử lý coi 7 RAM 8GB hoặc là cả màn hình 2GB cũng tương đối là ổn. Còn anh em nhỉnh hơn một chút, dưới 15 triệu thì chúng ta chọn phiên bản M4007. Còn anh em mà có tầm tiền từ 15 đến 20 triệu thì anh em chọn phiên bản M408 được nâng cấp từ cả màn hình này, CPU các thứ nó sẽ hơn hai phiên bản cũ. Còn đối với những anh em mà đi làm hoặc là có một chút về kinh tế chuyên nghiệp hơn thì chúng ta chọn các phiên bản màn hình 17 inch như này, đó là M6007, M6008. M6007 trên thị trường thì nó dao động từ 15 đến 20 triệu đồng tùy cấu hình, còn M6008 thì nó dao động từ khoảng 20 đến 30 triệu đồng tùy cấu hình. Đây là mức giá là chúng anh em ta lựa chọn trên thị trường 2017 cho các bạn làm kỹ sư đồ họa và thiết kế. Tổng quan này, những cái tiêu chí về cho những cái máy cho anh em kỹ thuật thì tôi phải nhắc lại cho anh em này. Thứ nhất, đó là những cái máy phải đạt, anh em phải tìm hiểu đạt nhiều tiêu chuẩn. Nếu mà là tiêu chuẩn quân sự thì càng tốt, hoặc là những cái tiêu chuẩn về cái độ bền thì anh em sẽ tham khảo dòng nào như vậy thì anh em nên chọn. Thì tôi cũng phải lưu ý anh em, nếu làm kỹ thuật thì anh em phải chọn chip M, đừng có bao giờ chọn chip U, và RAM tối thiểu trên máy là phải là 4GB. Còn nếu mà có điều kiện thì 8GB hoặc 16GB thì nó rất là tốt, mà làm sao mà phù hợp với giá tiền anh em đầu tư. Với cả xung nhịp chip, mà đối với những các bạn mà làm những cái kỹ thuật mà yêu cầu đồ họa render ấy, thì anh em phải chọn những cái dòng VGA chuyên nghiệp. Ví dụ như cái dòng render chuyên nghiệp thì hiện nay đó là chữ NVIDIA Quadcore, đó là dòng card rất là tốt, chẳng hạn là trên các dòng máy mà khoảng 7-8 triệu thì thường nó chạy con NVIDIA Quadcore Q1000 hoặc Q2000. Còn những dòng cao cấp hơn trên 10 triệu thì nó chạy phản phiên bản dùng cả cam, đó là K1000. Hoặc là ví dụ đời 4 thì nó gọi là K1001, K2001 nó rất là tốt. Đến mức trên các phiên bản cao hơn thì nó chạy K3000, K3001, K4000 hoặc K4001, K5000, K5001. Thì ở cái tầm tiền này thường anh em làm kỹ thuật thì thường dao động từ khoảng 5 triệu đến 20 triệu đồng, tùy cái mức đầu tư và mức công việc và cái nhu cầu sử dụng của anh em. Thì anh em lưu ý để lựa chọn máy. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản và cái kinh nghiệm của tớ để làm cái lên cho anh em tham khảo. Anh em cảm thấy hợp lý thì anh em sẽ chọn những cái cửa hàng anh em mua. Còn chương trình đến đây là kết thúc. Cũng như mọi ngày, anh em có những cái câu hỏi gì mà liên quan đến công nghệ thông tin hoặc IT, hoặc là cần có review sản phẩm gì, anh em vui lòng đặt comment bên dưới. Tôi sẽ biên tập lại và trả lời cho anh em ở những video lần sau. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.